Diễm Minh tiến vào tiếp quản thủ đô Hà Nội và hoàn toàn kiểm soát toàn bộ miền Bắc Việt Nam. Hà Nội giải phóng được coi như là một thánh địa, một cứu cánh đối với lực lượng Việt Minh Cộng sản. Ông Hồ và các lãnh tụ của ông tin rằng sự chia cắt đất nước Việt Nam chỉ tạm thời và sẽ tiến hành tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam sau đó 2 năm. Cộng sản tin rằng họ chiến thắng nếu tiến hành tổng tuyển cử thật sự tự do. Nhưng Washington và Sài Gòn, người ta đang ấp ủ giấc mộng về cuộc chiến tranh mới. Hàng triệu người đã di cư từ Bắc vào Nam, đa số là tín đồ Thiên Chúa. Lực lượng Pháp và Mỹ đã thương lượng với nhau đồng ý để Sài Gòn trở thành thủ đô của nước Cộng hòa mới thành lập, được Mỹ ủng hộ. Đồng thời, một lực lượng quân Cộng sản khoảng 10 vạn người đã được tập kết chuyển từ miền Nam ra miền Bắc. Chí Minh đứng đầu vẫn được sự ủng hộ rộng rãi của dân chúng. Bản thân ông Hồ Chí Minh được dân chúng tín nhiệm tuyệt đối và được gọi triều mến thân thiết là Bác Hồ. Và họ đã tiến hành xây dựng lại một đất nước một cách thành công. Cựu hoàng đế Bảo Đại đứng đầu một nhà nước được người Pháp ủng hộ ở phía Nam. Bảo Đại là một ông hoàng ăn chơi khét tiếng, trở thành quốc trưởng. Người đứng đầu chính phủ lúc bây giờ là Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Diệm lúc đó 53 tuổi, không có vợ con gì. Ông được người Mỹ ủng hộ như một nhân vật quốc gia phi cộng sản. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình công giáo, Diệm tỏ ra là một người dân tộc chủ nghĩa, đồng thời là một con chiên ngoan đạo. Ông đã sống lưu vong ở nước ngoài nhiều năm. Ông ta được nhiều người miền Nam ủng hộ. Khi cuộc chiến tranh nổ ra, thế lực của Diệm đã dần dần lan rộng ở Sài Gòn. Thành phố lúc này đã trở thành thủ đô của miền Nam Việt Nam. Lực lượng thân Diệm đã nhanh chóng tấn công, đàn áp và đi đến thủ tiêu dần các lực lượng chống đối là ông ta. Mặc dù lúc này ông này đã nhanh chóng làm giảm nạn cao bồi hỉ điếm ở xứ sở này. Họ đã tiến hành đảo chính quốc trưởng Bảo Đại. Họ nhanh chóng chiếm dinh tổng thống, nha cảnh sát. Lực lượng của Diệm ngay sau đó đã tiến hành giải tỏa thành phố Sài Gòn, buộc các nhà lãnh đạo, các tôn giáo và các đảng phái phải tôn sùng ông ta như là một lãnh tụ quốc gia chân chính. Làm như vậy, ông ta đã góp phần thâu tóm quyền lực vào phe Diệm. Trong khi ông này đã vắng mặt trong một chuyến đi thăm Pháp, các lực lượng tôn giáo có ý định cử Phan Quang Sửu làm thủ tướng, nhưng Diệm không nói hoài gì đến Sửu cả. Was receiving lots of popular support from the people. Felt that he was in command of the situation. Cố vấn quân sự của Diệm lúc đó là đại tá Lên Đinh Trùm Xeia ở Sài Gòn nói. Diệm đã sớm tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng. Ông ta đã sớm ổn định được tình hình và đã thâu tóm quyền lực vào tay mình, một việc làm mà những người đi trước ông ta như Bảo Đại không thể nào làm được. Ông ta cũng đã tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, và cách làm duy nhất là làm sao có được sự ủng hộ của đa số dân chúng. Ông ta đã thông qua được một số đạo luật, và phải nói là trên 90% dân số ủng hộ các đạo luật của ông ta. Ông ta đã được 98% cử tri miền Nam Việt Nam bầu làm tổng thống ở miền Nam Việt Nam. Ông ta trở thành tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa mới được thành lập. Nhưng đồng thời, ông muốn nhanh chóng thiết lập chế độ gia đình trị. Em trai Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Nhu trở thành cố vấn chính trị, phụ trách vấn đề an ninh quốc gia. Bà Nhu thực chất trở thành thủ tướng chính thức tại chính trường. Bố bà Nhu được cử làm đại sứ tại Mỹ. Anh trai của bà là quan sát viên tại Liên Hiệp Quốc. Diệm cũng tổ chức ra quốc hội, nhưng ông ta chỉ cho phép quốc hội họp từ 1 đến 2 lần mỗi năm. Sau 15 tháng cầm quyền,
Diệm đã có một quân đội chính quy khoảng 35.000 người do cô dân Mỹ huấn luyện. Nhưng quân đội Cộng sản vẫn nắm quyền kiểm soát ở những vùng nông thôn. Và Diệm lại muốn khẳng định lại sự ủng hộ của dân chúng đối với ông. Diệm wants more U.S. help. Tháng 10 năm 1957 tại Washington, Diệm đã gặp Tổng thống Mỹ Eisenhower. Trong cuộc gặp gỡ này, ông ta đã nhận được thêm nhiều nhận định quân sự. Tại cuộc gặp gỡ, Tổng thống Eisenhower đã nhấn mạnh rằng Nam Việt Nam đã trở thành thành trì của thế giới tự do phương Tây, chống lại quân Cộng sản. Lực lượng Mỹ phải giúp đỡ những người bạn của Mỹ để bảo vệ nền tự do của miền Nam Việt Nam. Phải tăng cường lực lượng cho Diệm để chống lại các cuộc đảo chính. Phải biết được lực lượng của Diệm cần gì đây. Người Mỹ đã sớm nhận ra mâu thuẫn giữa Mao Trạch Đông và Khrushchev. Đồng thời, họ cũng thấy rằng Việt Nam có thể trở thành điểm nút tăng cường mối đoàn kết giữa Liên Xô và Trung Quốc trong cuộc bành trướng của Cộng sản. Cuối những năm 1960, việc giúp đỡ quân sự cho Nam Việt Nam là một trong những vấn đề then chốt và liên quan đến quyền lợi sát sườn của Mỹ. Vấn đề an ninh quốc gia của Mỹ, Diệm đã cực lực phản đối tổ chức tuyển cử theo tinh thần Hiệp định Geneva. Ông ta nói với quân đội là không có tuyển cử gì hết, và Eisenhower đã ủng hộ người láng giềng xa của mình, hung hăng giữ dõi dân quay. Ông ta giúp đỡ Diệm thực hiện cải cách điền địa. Ông này có cơ hội chiếm được vùng nông thôn rộng lớn. Diệm triển khai cải cách điền địa và bắt đầu chương trình xây dựng ấp chiến lược khu dinh điền của ông ta. Theo ông, có đến 45% số làng mạc ở vùng nông thôn đã được xây dựng ấp chiến lược và hoàn toàn ủng hộ ông ta. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai chính thức danh sách này, năm 1959, Bắc Việt Nam nhanh chóng đi đến quyết định bắt đầu đưa lực lượng của mình, những người sinh ra miền Nam Việt Nam, trở về quê hương của họ ở miền Nam Việt Nam. Lực lượng đầu tiên chỉ gồm khoảng 5.000 người, nhưng đã trở thành sự thách thức với chế độ quân sự của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Lực lượng này triển khai nhanh việc xây dựng hệ thống mạng lưới ở cơ sở. Diệm cũng tiến công lại. Ông tổ chức chiến dịch chống cộng, tiến hành tố cộng, đốt và xé cờ Cộng sản. Vào cuối năm 1954, lực lượng cố vấn quân sự Mỹ có khoảng 350 người. Lúc này Mỹ tiến hành viện trợ tài chính kinh tế, chủ yếu tập trung vào việc xây dựng các thành phố. Tuy nhiên, nạn nghèo đói và bệnh tật vẫn hoành hành trong dân chúng, và nạn tham nhũng cũng bắt đầu tràn lan trong các lực lượng công chức. Gia đình Diệm thì hoàn toàn thao túng nền kinh tế của đất nước. Tham nhũng cũng xuất phát từ chính nơi đây. Đây là ý kiến của ông Trần Văn Đôn. Ông ta nói Diệm là một người rất ham quyền lực. Ông ta tự coi mình như một ông vua và tin tưởng một cách mù quáng rằng lực lượng Mỹ ở miền Nam Việt Nam vì một lý do đặc biệt để giúp ông ta củng cố ách thống trị của gia đình ông. Too much that God order him to be in South Vietnam with a mystic mission. Ở Mỹ, Tổng thống mới đắc cử là ông Kennedy áp dụng một chính sách tương đối mới. Trợ lý của Tổng thống Mỹ lúc bây giờ về mặt ngoại giao đã nói cựu Tổng thống Eisenhower đã có cuộc đàm phán với Tổng thống Kennedy trong cả một ngày trời. Eisenhower nói rằng ông cảm ơn Tổng thống Kennedy vì Tổng thống đã hứa gửi lực lượng của mình đến miền Nam Việt Nam. Tôi sẽ luôn đứng cạnh và ủng hộ Tổng thống.